quý vị và các bạn, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống. Do đó, dự báo khoảng chiều ngày mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Và từ ngày kia 14 tháng 10, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Vùng núi có nơi chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C. Trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 10, khả năng ở Đông Bắc Bộ có mưa ở nhiều nơi và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tuy vậy, nắng đẹp, trời cao và trong xanh là kiểu thời tiết được duy trì trong 2 ngày cuối tuần này. Chúc quý vị và các bạn sẽ có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Và bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết các khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.